Xin cảm tạ quý khán giả Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng kinh tế gia đình Xuân Quân. Kính mời quý vị theo dõi phần điểm qua nhân vật trong tuần. Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ ông Marty Walsh đã giúp ngăn chặn một vụ hỏa xa đình công. Thưa quý vị, các công ty vận tải đường sắt Hoa Kỳ và các nghiệp đoàn đại diện cho 115.000 công nhân hỏa xa vào hôm 15 tháng 9 2022 vừa qua đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để ngăn chặn một cuộc đình công sắp xảy ra và nếu xảy ra đã có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ. Một cuộc đình công của ngành hỏa xa nếu xảy ra có thể đã làm đóng băng gần 30% các chuyến vận tải hàng hóa xuyên nước Mỹ tính theo trọng lượng. Và cái chuyện này nó sẽ gây ra lạm phát, nó sẽ khiến nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại tới 2 tỷ đô la mỗi ngày, đó là ước tính của các chuyên gia thưa quý vị. Và Tòa Bạch Ốc đã rất lo ngại về viễn ảnh một cuộc tổng đình công của ngành hỏa xa, cho nên bởi vì họ nói là cái đình công này cho dù nó kéo dài bao lâu cũng sẽ gây ra hậu quả rất là tồi tệ cho nền kinh tế và làm gián đoạn việc cung cấp hàng hóa cũng như là đẩy giá cả tăng cao. Bởi vì chúng ta biết là xe lửa không phải là chỉ chở người mà còn chở hàng nữa thưa quý vị. Và như vậy thì thỏa thuận đạt được vào ngày 15 tháng 9 đã được Tổng thống Joe Biden ca ngợi như là thắng lợi của nước Mỹ, cho phép chính quyền ngăn chặn một thảm họa kinh tế khi mà chỉ còn 2 tháng nữa là đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và trước đó khi các nghiệp đoàn hỏa xa công bố ý định đình công trên toàn quốc để đòi cải thiện chính sách đãi ngộ cho công nhân, tức là họ muốn cải thiện về lương bổng, về những cái điều kiện làm việc vân vân, thì phải nói là chính quyền Biden đã lâm vào một thế khó xử. Bởi vì một bên là ủng hộ cho người lao động, rồi một bên kia là ủng hộ cho giới doanh nghiệp, giới chủ nhân của một cái ngành kinh tế mà hết sức là thiết yếu đối với đất nước. Thì Tổng thống Biden rốt cuộc ông đã cho Bộ trưởng Lao động của mình là ông Marty Walsh đứng ra để làm trung gian dàn xếp, giúp hai bên tìm một cái giải pháp thỏa hiệp. Thưa quý vị, theo lời của ông Jeremy Ferguson, đây là một trong những giám đốc nghiệp đoàn hỏa xa, nói là tranh chấp đã có giữa đôi bên từ cả 2 năm nay rồi. Chuyện này nó không phải là mới đây. Và ông Ferguson nói là tình thế rất là căng thẳng, cho nên khi bắt đầu các cuộc thảo luận, thật tình là chúng tôi không nghĩ là có thể sẽ đi đến một cái thỏa hiệp. Và ông Ferguson nói thêm là nhưng mà mọi việc bắt đầu thay đổi khi Bộ trưởng Lao động Marty Walsh vào cuộc. Ông Ferguson nói là tính cách điềm đạm lẫn kiến thức của ông Walsh, việc ông nắm vững chi tiết trong các giao kèo, các hợp đồng phức tạp của đôi bên, thì quả thật ông Bộ trưởng Lao động đã giúp dàn xếp, đã hóa giải một cách hiệu quả những cái tranh cãi của đôi bên. Và kết quả như đã nói, một thỏa thuận tạm thời được thông qua sau 20 giờ đàm phán căng thẳng, tranh luận gọi là thâu đêm suốt sáng. Theo tinh thần của thỏa thuận này, các công ty hỏa xa sẽ phải tăng lương công nhân 24% trong vòng 5 năm sắp tới và cải thiện thời khóa biểu làm việc cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe cho công nhân hỏa xa. Và đổi lại thì công nhân hỏa xa tiếp tục làm việc mà không đình công như đã lên kế hoạch. Thưa quý vị, cái điều đáng chú ý ở đây là quan điểm và cách giải quyết của chính quyền Joe Biden đã được cả hai phía tán thành. Tức là đôi bên đều xem chính quyền Biden là người trung gian đáng tin cậy trong việc tìm kiếm những cái điểm chung giữa giới chủ nhân và người lao động. Tức là không có ai cảm thấy là mình bị bắt chẹt, và họ đều cảm thấy là nhu cầu và những cái yêu cầu của họ được đáp ứng. Trong khi trước đó vào ngày 14 tháng 9, khối Cộng hòa ở Thượng viện đã đề nghị một cái giải pháp mà đứng hẳn về giới chủ nhân của các công ty hỏa xa. Theo đó, các nghiệp đoàn công nhân bị buộc phải chấp nhận những cái hợp đồng mà giới chủ nhân đưa ra. Thưa quý vị và thưa kinh tế gia Đinh Xuân Quân, tranh chấp suốt 2 năm trời mà Bộ trưởng Lao động Marty Walsh hóa giải được trong vòng 20 tiếng đồng hồ cho thấy là bản lĩnh của ông Marty Walsh như là một nhà thương thuyết. Có lẽ là cũng nhờ ông từng là thị trưởng 2 nhiệm kỳ của thành phố Boston. Đây là một thành phố lớn thứ 24 của nước Mỹ thưa quý vị. Và ông cũng từng trong tư cách là thị trưởng Boston thì ông từng thương thuyết với những cái nghiệp đoàn mà muốn giao dịch với thành phố. Và trước đó ông cũng từng là lãnh đạo của một nghiệp đoàn công nhân xây dựng tại Boston. Tức là ông Bộ trưởng Lao động đã ở vào vị trí của cả hai bên, bên nghiệp đoàn lẫn bên chủ nhân. Thưa quý vị và thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, cái việc này nó cho Bích Trâm thấy cái sự bổ nhiệm, Bích Trâm gọi là đúng người và đúng việc.
các thành viên nội các của chính quyền Joe Biden, là dựa trên khả năng, dựa trên kinh nghiệm, chứ không dựa vào lòng trung thành đối với một cá nhân hay là một đảng phái nào. Thì Trump hy vọng là sau cái đêm không ngủ đó thì Bộ trưởng Lao động Marty Walsh đã tìm được giấc ngủ ngon, nhất là với cái thành quả là ngăn chặn được một cái cuộc đình công tai hại cho đất nước, thì chắc hiện giờ ông ta phải ngủ ngon lắm. Ông có nghĩ sao? Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta ở đây đã nói rất là nhiều về vấn đề xã hội tại Âu Châu, nhất là tại Đức. Tại Đức khi nào cũng vậy, mỗi năm có cuộc là gọi là thương thuyết về lương bổng, thì ba bên ngồi với nhau, một bên là chính phủ, một bên là công đoàn và một bên là nghiệp đoàn chủ nhân. Thì đây ông Walsh làm giống hệt như vậy, không có khác gì hết. Như vậy đó thì chính phủ được làm trung gian, không những làm trung gian mà thì hai bên phải vừa nghiệp đoàn chủ nhân và một bên là công nhân được là tin cậy. Vì vậy ngoài cái việc mà cô nói về ông này là có kinh nghiệm và cái cách lựa chọn của nghĩa là nội các Biden rất là hay, thì tôi phải công nhận cái chuyện này nó là đúng thật. Quý vị có thấy những cái chuyện gì như là trước đây chúng ta đã thấy nội các trước đây đã có biết bao nhiêu ông bộ trưởng đã làm nhiều cái chuyện và nghĩa là khó hiểu được, thì quý vị thấy hiểu ngay là cái chính sách của Đảng Cộng Hòa muốn ủng hộ phe gọi là nghiệp đoàn chủ nhân chứ không phải là nghiệp đoàn nghĩa là công nhân, thì do đó thì làm sao có nghĩa là ổn định, có an bình xã hội được. Nhờ công bằng, nhờ đi cả hai bên hết và hai bên cùng đồng ý, thì lúc đó ông Marty mới tránh được cuộc đình công nghĩa là toàn quốc của ngành xe lửa. Và ngành xe lửa quý vị biết đó, ngành xe lửa ở bên Mỹ nó khác ở bên Âu Châu nhiều, là Âu Châu họ chở rất là nhiều về hành khách, nhưng mà bên Mỹ thì hành khách chỉ một phần, nhưng mà đa số là nghĩa là hàng hóa nghĩa là nông nghiệp, những cái sản phẩm nông nghiệp từ bên này qua bên, từ bên đông qua bên tây qua bên đông, hay là các sản phẩm về kinh tế như là xe hơi hay gì vân vân. Nghĩa là ở đó thì tôi công nhận với cô Bích Trâm là ở đây đó là ông này làm việc rất là tốt. Vâng, và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Góc nhìn trung thực. Kinh tế gia đình Xuân Quân và Bích Trâm xin kính chúc cho quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc, và xin kính chào tạm biệt.